Hoa hậu Thùy Tiên vừa khiến người hâm mộ dậy sóng khi bất ngờ có động thái công khai giới tính thật sau nhiều năm giấu kín. Cô viết vỏn vẹn một dòng nhưng đủ để các fan sắc đẹp nhốn nháo. YouTuber Wallin Vlog cũng bị réo tên. Người hâm mộ của Hoa hậu Thùy Tiên đang vô cùng xôn xao trước động thái nàng hậu bất ngờ công khai giới tính thật trên trang cá nhân. Bài viết nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác gây bão dư luận. Tuy nhiên, được biết đây chỉ là sự trêu đùa của người hâm mộ dành cho cô, nhân tình thi nhau cười nghi ngã. Theo đó, Thùy Tiên đã hưởng ứng tháng vì cộng đồng LGBTQ+, Pride Month. Đây là tháng tự hào dành cho người thuộc giới tính LGBT, tôn vinh quyền và sự bình đẳng. Là một người có sức ảnh hưởng, Thùy Tiên cũng gây thiện cảm với những cử chỉ nhỏ, thay ảnh đại diện với nền hưởng ứng tháng này. Viết trên trang cá nhân kèm ảnh đại diện mới, cô chia sẻ: "Hạnh phúc nhất khi được là chính mình." Người hâm mộ lập tức trêu chọc Thùy Tiên cô đang mượn tháng tự hào để công khai giới tính thật của bản thân. Dưới phần bình luận, các fan để những lời câu châm chọc như: "Có thể chị lấy vợ cũng được nữa, cuối cùng chị cũng đã chịu đối mặt với chính mình rồi, có cơ hội đến với nhau rồi đó." Một nhân vật ngay sau đó cũng bị réo tên, đó là nam YouTuber Quang Linh Vlog. Nhân vật thời gian qua liên tục được đẩy thuyền với nàng hậu Chinix. Các fan hài hước nói Quang Linh dường như bít cửa bởi Thùy Tiên đã công khai giới tính thật. Tuy vậy, trước đó nhiều lần bị các fan quá khích gắn ghép, cả hai cũng đã lên tiếng tuyên bố không có chuyện yêu đương, thậm chí còn có tin đồn nàng hậu cố tình né xa nam YouTuber để tránh thị phi. Cách đây không lâu, Hoa hậu Chinix cũng cho biết cô buồn khi Thiên Việt Phi từng bị ảnh hưởng bởi một số thông tin tiêu cực. "Sự yêu mến của mọi người dành tặng là điều tôi thật sự cảm kích, nhưng cũng có những cá nhân cố tình lợi dụng chuyện này để đẩy mọi việc đi theo nhiều hướng tiêu cực, khiến những dự định cùng nhau phát triển đều được gác lại. Đây là việc mình thật sự rất buồn. Bỏ qua những điều tiêu cực, trên tất cả chúng tôi vẫn sẽ mãi là những người anh em tốt, cùng đồng hành trong những dự án cộng đồng kế tiếp. Mong khán giả sẽ luôn yêu thương và ủng hộ Thiên Việt Phi nhé." Trở lại về tháng tự hào LGBT, đây cũng không phải là lần đầu tiên Thùy Tiên công khai lên tiếng ủng hộ tháng tự hào. Trước đó, Hoa hậu Thùy Tiên từng diện áo lục sắc để lan tỏa thông điệp và ủng hộ cho LGBT trên đường sang Thái dự thi Miss Grand International 2021. Nước đi được đánh giá quá thông minh của nàng hậu khi đặt chân đến đất nước thiên đường của cộng đồng LGBT. Vào năm 2022, Thùy Tiên còn chơi lớn thực hiện các bộ ảnh với cờ lục sắc, thể hiện sự đồng cảm và bảo vệ đến những người thuộc giới tính đặc biệt này. Ngoài Thùy Tiên, nhiều nàng hậu cũng từng hưởng ứng với tháng tự hào. Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy do trình làng bộ ảnh chụp cùng lá cờ lục sắc đi kèm với dòng trạng thái tạm dịch: "Hãy dũng cảm, tự tin, cất cao tiếng nói đầy tự hào về con người thật của mình, vì mỗi khoảnh khắc trôi qua của chính bạn đều vô cùng quý báu." Năm 2021, trong quá trình dự thi Miss Universe, Hoa hậu Khánh Vân từng diện trang phục lá cờ lục sắc. Ekip Khánh Vân cho biết bộ váy do Tăng Thành Công thiết kế, phần đầm chính được làm màu tím, đó là sắc màu pha trộn giữa hồng đại diện cho nữ và xanh đại diện cho nam, từ lâu thành biểu tượng cho LGBT, gắn liền lịch sử đấu tranh của cộng đồng LGBT từ cuối thế kỷ 19. Stylist Trần Đạt, người phụ trách trang phục của Hoa hậu Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới Miss Universe chia sẻ: